mình, nó là ở chùa mình không tôn trọng, mình không chào, không hỏi mà còn mắc dạy. Chùa mình mà hỏi chùa ai? Rồi đất này đất nào đất mướn. Rồi chào. Ở vô đây uống nước. Dạ, chào cả nhà, đây là cơm trưa 27 tháng Giêng. Đi đây. Phật tử cũng dùng cơm sườn. À ngồi ngoài, ngồi đi. Nhà thầy gọi. À thầy uống cơm, ăn cơm cái. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Yakha vali vaha pula puli pulente sakalang ema tunang bay tanang bakapati ketang bay tang tumhang kipame wasamit sato sapai pulento sangkapo chanto panayaso yakha sapi tiyo viwa santu sapa lo ko vina sato mate wawat antala yo suki kika yuko kawa akiwa kana sili sani chung kota wajayino jata lo kama watam te ayupano sukhang palang. Dường bữa cơm trưa hôm nay xin hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Uống cà phê không thầy làm cho? Được rồi. Được hả, ngồi đi con Hải là tự làm luôn được, ngay tủ đó cà phê thầy đó có sẵn luôn. Có cái đồ rót ra cái ngay chỗ thầy lọc cà phê, cái đổ là ly, cái lấy muỗng điền bỏ vô cái có cái khùng mót đá lấy vô uống luôn. Có đá luôn. Thầy nói nghe, cứ theo bên tà am hay là kêu là bà, hay là thiền am à, bồng con thiền am vũ trụ á, thứ nhất cái giao xây dựng không được, đất đó chưa lên đất hữu cư và bằng khoáng nó chưa đổi chiếc mục đích sử dụng. Kế tiếp nữa, người trụ trì ở đó không phải là người chủ đất, và người chủ đất đó thì người đó không cúng dường đất và không cho luôn, nghĩa là giống như lừa ổng á, và ổng cũng ngu. Khi người ta cho mình á thì người ta phải ủy quyền và mình phải làm giấy tờ đất bằng phẳng là mình đứng tên, xong rồi mình chuyển mục đích sử dụng là mình để là đất đó là đất của tên chùa, đất tôn giáo, hay đất đó là của trung tâm nuôi trẻ mồ côi của bộ lao động hay sở lao động thương binh đứng tên, xong rồi mình tổ chức từ thiện gì cũng được, hay là tổ chức nuôi trẻ mồ côi gì cũng được. Rồi xây dựng thì phải xin phép sở xây dựng cái xong. Mình nói tóm gọn, xây chùa dễ hơn xây cái nhà, mà xây cái chùa dễ hơn là ăn cơm bữa luôn, không có chứng minh gì cả. Xây chùa không cần vốn đầu tư gì, mình có vốn thì xây lớn, có vốn làm cái chòi, làm cái nhà, cái chùa lá, hay để một tượng Phật để đàn trống ngồi thiền từ sáng tới chiều cũng được luôn. Tìm gì hay tìm cho con rửa chân. Rửa chân hả? Vô đây nè, vô cái ngay chỗ trong đây có cái ống cống nước, cống nước cái nó có cái vòi nước. Dạ. Dép vô luôn đi. Dạ. À, nên là bên bển nó không có liên quan gì, bển do giờ kiện cáo là khu 100%, vậy đất đâu phải của mình đâu, mình đâu đứng tên. Còn cái đất này đất của ông bà với thầy là con cháu thì với chia cho thầy rồi, gia đình thầy với 10 đời rồi, mấy trăm năm rồi, nên cái đất này là mãi mãi đâu có ai vô được. Muốn bán cũng không có dễ, mà muốn mua cũng không có dễ. Ai bán là mua, mà mua giờ chủ nhà tao không đồng ý ha, ai cho. Nên là đất này thầy không cho khê mà cũng cho mướn, mà cũng không có ai có quyền mướn. Và đất này chỉ có xây chùa và thầy làm chùa thôi. Thì thôi, ai vô đây tranh chấp ai đây hơn khu á, chỉ có bọn xấu, bọn lừa đảo, bọn kham lam, trộm cắp, ha, lắng đất làm bậy, nói tào lao tới đấy, ra pháp luật kiện cáo đi. Không giờ ai đất của chùa thầy không của mình ra khơ kiện đi, ngon, vô, kiện đi. Thầy dặn đừng có tranh chấp với cái ông mà đất bên bển, tại vì ông hồi đó ông làm cái lường đất ông khéo, cái ông dư qua đất mình biến ở trước đường mình đi nè, không lẽ giờ ông lấy đất ông chặn đường thầy đi, mà xưa bên đây là cái đường bên đây rồi, ông mình lấy cái miếng vậy nè, nhưng mà đất bên cổng nó làm 3 mé lận,
Rồi giờ ta dư ra cũng của nhà nước chứ đâu có của riêng ai, lên đâu có lấy được đâu. Ta mốt làm đường nữa cũng không phải của mình mà của, không phải đất của mình mà cũng không phải đất của thầy, mà đất của mai mốt làm đường hết. Nhưng mà chẳng qua có thầy không phải chiếm lại đường, mà cái đường này còn dư để thầy sử dụng tạm thời. Cho nên khi nhà nước đã làm đường, làm xá hay làm đường bộ rồi, thầy cũng phải trả mặt bằng lại cho nhà nước. Giờ thầy nói đất của thầy ở phía trong, còn phía ngoài là của nhà nước, nên thầy mượn của nhà nước xài chừng nào đã thôi. Thầy xài khi nào đã thì thôi. Và mình mượn 2.000 hecta đất của xã Tân Quốc Trung, huyện Củ Chi. Phải thầy mượn, thầy làm tôn giáo, mai mốt thầy chết thầy để lại cho nhà nước, để cho ủy ban huyện Củ Chi cho thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Thầy xây giả là cho ủy ban thành phố Hồ Chí Minh và trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hưởng. Thầy là người sống chỉ giữ tiền và ăn rồi đi. Đi đâu mà thầy hết thầy muốn được rồi. Biết sao không? Nhiều người họ sợ thầy giàu. Biết sao? Thầy giàu thầy có tiền thầy ăn học tiến sĩ thì sao? Rồi hai nhiều người sợ thầy có tiền nhiều rồi thầy phải ăn hưởng thụ sao? Rồi thầy có tiền nhiều thầy xây chùa sao? Thầy xây chùa hết rồi lấy tiền đâu mà cho nhân dân, cho người nghèo? Thầy lo thầy xây chùa, làm chùa to, Phật lớn, Phật vàng, chùa vàng. Rồi thầy nuôi đệ tử cho đông. Họ sợ thầy vậy. Còn bằng khoáng của chùa mình thầy đã làm đỡ rồi, tên thầy đứng tên. Nhưng mà thầy đợi xét duyệt là thầy chuyển thành mục đích sử dụng là tên chùa đất tôn giáo luôn. Thầy không đứng tên luôn, không đứng tên luôn. Tên chùa đất tôn giáo cống hiến cho nhà nước Việt Nam. Rồi kế tiếp là cái chùa này là chùa của di tích lịch sử quốc gia của Liên Hiệp Quốc và của chính phủ, không của ông nào vô đây hết. Tài sản của chung, tài sản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Ai muốn hạnh phúc thì về với thầy, còn không muốn hạnh phúc thì đừng đi vô chùa. Về với thầy phải thầy hạnh phúc, người khác hạnh phúc nữa mới được. Cái chỗ này thịt không có bỏ đường, đỡ ngọt hơn mấy chỗ khác. Còn mấy chỗ khác nó ớt đường nhiều quá, rồi nó nướng mau bị khét. Có đường nhiều rác thầy nói nướng không được đâu. Từ khi ra kêu bằng kho chín, xong còn nướng sơ cho lấy lệ. Nhiều người họ làm vậy, họ nướng không kịp là không chín đâu. Mà họ kho, họ ram, xong được cái họ lấy ra, họ nướng.
hơn khua, tranh giành cho giữ, chết để lại con cháu nó hưởng. Nó ngày không, nó lớn lên nó hưởng, nó khỏi cần làm, chỉ có tài sản, có nhà cửa thẳng. Cha mẹ, ông bà cực khổ, ông ngoại, ông nội cực khổ, làm vất vả gian nan, ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, để lại tài sản để cho con cháu hưởng. Mà hưởng nó biết có tu không, hay là hưởng lại nó có làm việc đàng hoàng không, hay ăn chơi tới ngày cái sung sướng hưởng khụ. Nên thầy nói giờ nhiều ông bà cực khổ vất vả để lại cho con cháu không. Mà chết không biết có làm đám giỗ không nữa. Hai chết nó ăn mừng ta. Lúc chết nó ăn mừng. Bạn kè đã rủ không? Thầy ơi, nước Ukraine mà nó mời thầy đi dạy hòa cho nước Nga, thầy có đi không? Được rồi. Nước Trung Quốc này... Bên đó đang chiến tranh ghê lắm thầy. Không, mà chuyện của nhà nước thầy không có dính líu. Còn chiến tranh á, nước nào có vũ khí nhiều, yeah, quýnh lộn mạnh, đánh giặc to giỏi thì người đó chiến thắng. Còn kẻ là thua thì chết, họ chiếm hết nước, không còn đất ở. Thôi mà nhà xưa mình từ bi thị xã, mình không làm giải hòa. Từ bi thị xã mà giải hòa gì, tự nhiên hai người chiến tranh quýnh lộn nhau, tự nhiên thầy vô cho chém thầy luôn hả? Không, thầy khuyên giải thôi thầy. Khuyên giải để mọi người khỏi đánh nhau nữa. Muốn sống bình an thì đừng lên hó hé, đừng lên nói chuyện, cũng như giải hòa. Còn mày vô mày gó xé nó quýnh mày mềm mình, mày giết mày chết luôn. Hai thằng cầm dao chém mà mày vô mày đứng chính giữa, khởi coi nó chém mày chứ, mày là người mừng chém mày á. Mày biết bên nào đúng là sao? Thằng đúng nó cũng chém, mà thằng khoai, hai thằng nó đang đánh mà mày làm nó cản trở rồi nó chém mày trước. Vậy mà cộng đồng mạng gọi tên thầy không nói thầy Phúc qua hòa giải là hai nước không chiến tranh lắm luôn, đó là sức ảnh hưởng của thầy là tôi nước tôi qua bển tôi đi du lịch thầy đỡ. Thầy đi qua Nga du lịch chưa? Muốn đi du lịch nào cũng được hết, nước nào phải đi cũng được. Nga là bạn, ông con của thủ tướng chính phủ là tổng thống á, học chung thầy. Vậy hả thầy? Ôi, học chung với thầy luôn á. Cháu của ông mà đại sứ quán mà của Nga dạ, cũng học chung thầy luôn. Thầy học chung nhiều người nổi tiếng vậy thầy. Học chung 68 nước. Còn 80 nước. Làm sao? Rồi chung thầy ở chơi Bangkok Thái Lan, trường đại học Maha Chula Long Kon Bangkok Thái Lan. Maha Chula Long Kon. Trường là đại học Maha Chula Long Kon. Dài quá thầy. Là tên của nhà vua. Lấy tên của một vị vua mà đời mấy đời trước á. Thường mấy cái trường đại học Phật giáo ở đường ta lấy tên của vua không? Mỗi cái trường là một tên vua khác nhau là một đời. Dạ. Mà bên Thái Lan là 9 đời vua rồi. 9 đời luôn rồi thầy. Hiện tại đời. Giờ thầy biết được mấy thứ tiếng thầy? Biết nhiều khổ nhiều.